Nhưng mà đây ông ơi, đây này, đây nào, quay ra đây nào, con tặc sống ở trong xoang. Bây giờ sau khi mổ polyp xoang thì thấy tặc chui ra và chui xuống họng bệnh nhân. Đây sẽ gắp tặc lấy cái tanh này. Quá đặc biệt luôn, một trường hợp rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. À, ui rồi ôi, một con tặc. Đây để cho chụp mà để cho đang tiếp tục quay. Đây con tặc vẫn còn sang sống. Đây. Rồi, trường hợp rất đặc biệt, cho lên trên một dị vật sống trong xoang trên một bệnh nhân bị polyp Gillian một bên. Quá đặc biệt. Chú này phê xẹp vô. Quá đặc biệt. Mày bị anh em rồi. Lúc nó bảo